Ê, Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của Tú Mít Vlog. Và hôm nay anh em chúng mình sẽ đi ra ngoài đồng bắt chuột mọi người nhá. Hiện tại bây giờ bọn mình đang ngoài đồng rồi. Đó, đây là tất cả các bạn mình kia. Bây giờ mình sẽ đi đào những cái con gì? Còn là con chuột à? Mọi người sẽ theo chân mình đi đào chuột nha. Let's go. Ôi anh em ơi, ngoài này đây nhá. Đây có một cái hang chuột này. Quay đây cho anh em xem này. Đâu, hang chuột đâu? Đây là anh em ạ. Đây trong này có cái hang chuột nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ đào nhá, đào ra nhá. Heo, xung phong đào đi. Ui, mình quên mình không mặc áo lao động, mình mặc áo trắng. Cẩn thôi. Ui, cái lỗ này thông à? Có chuột không? Ê, đạp cái này là chuột ra mà. Thật mà. Ôi, lỗ này đéo có chuột rồi. Em tìm chuột lỗ khác nhá. Nắm này nắm lỗ thế. Mà tao sợ cuốc hết cái đất nhà người ta làm. Mình ta lại đuổi vô. Cái lỗ này xong thằng kia à? Thằng này có lỗ gì? Ui, ở đây là sao có lỗ này? Tìm anh em đi tìm lỗ khác đi. Ê, tìm lỗ khác đi, lỗ này sáng thế. Tìm cái lỗ nào mà nó có rút chân đi ấy. Sâu ấy. Ừ. Lỗ hang này không có anh em nhé, bây giờ mình đi hang khác. Đấy thì bây giờ mình đã tìm được một cái lỗ chuột rồi, lỗ hang chuột. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ đào. Bây giờ anh em tiến hành đào thôi anh em. Ê, bây giờ mình cầm anh em cầm cọc đi đào. Ừ. Ui, cái này vẫn còn rơm rạ trong này cơ mà. Tao đào, để tao đào cho. Đào ra đi, cẩn thận đầu. À này, đứng lên trên đi. Để ý chuột chạy le theo. Còn hang. Ui, ê, cái gì đây? Không dán đấy. Ôi, cứ dư bay anh em ơi. Đào một cái hang sâu vãi cả trường.
Sâu quá kìa. Hàng ấy. Còn Dương, cẩn thận nó chạy bên đi kìa. Đứng bắt đầu đi. Ui, sâu lắm anh em ạ. Cẩn thận nha. Cẩn thận rắn đấy. Đừng có ấy tay vào làm gì. Mất dấu vết rồi. Hết rồi. Từ từ. Ồ. Ồ, mày đào tiếp đi, đào đào thêm tí nữa, biết đâu nó thòi lỗ ra ai. Ui này nắm run nhỉ. Rồi, đất ruộng làm run. Có không anh em? Không không, không có. Rồi. Anh em chuyển ra. Hàng khác. Hai này nó có thông trên lỗ chỗ này không nhỉ mày nhỉ? Đâu? Ui. Ồ, chuột. À, chưa. Quật thật mà. Ôi, ơi, có rơm kìa. Ôi, cái này chắc chắn có rồi. Đâu? Cẩn thận nó chạy nhá. Tính trên cho em. Tản rộng ra đây này, hang tận bên này cơ mà. Ôi. Ôi, cẩn thận nó phi ra đấy. Này nó hổ. Tận bên này. Ôi, chuột ôi quên nuôi ôi 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 đầu ôi 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 lùi ra lùi ra ôi 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 con chuột mẹ nữa. Được hai con. Quên. Ôi. Ăn này đừng lùi ra. Ui hai con rồi. Ôi ơi, con. Con. Ui đây này. Kìa trong đất kìa. Ôi con. Ôi, được, bắt đi. Bắt đi. Ê đâu. Kìa. Bắt đi. Rồi. Ôi. Không nó không ăn đâu nhá. Rồi. Bắt cái đầu nó ấy. Rồi. Con chuột mẹ nữa. Đây. Anh ơi. Anh ghê lắm. Bắt đi. Con. Con có chuột mẹ nữa, cố gắng. Cố gắng trâu ở đây, chúng ta ra đoạn này đã. Được 4 con. Ôi đây. Đây đi. Cầm cái lỗ mà. Em để ý được cái nhá. Mẹ nó khôn lắm, chạy nhanh lắm. Đây, tủ của nó đây nè. Nó chạy lên đâu ấy. Ui, chạy xa với trưởng. Không, cái lỗ này đúng không? Đây, có lỗ đây nữa nè. Ui, thế cho nó chạy đúng rồi. Anh em mình mà bắt con chuột bé không để ý con chuột mẹ chạy nữa. Buồn. Ôi, con nào. Ui, vẫn còn nó ôn lỗ này. Ui, con. Ui, cái lỗ này ấy, khéo còn đàn nữa ấy. Đàn nào lùi ra, lùi ra. Từ ta xem nó ra hết chưa. Còn nhiều ra cơ. Ui. Ôi, chuẩn bị vô nhá. Ôi, làm run nhỉ. Chắc có. Biết vừa nãy tao nhìn cái lông không biết không phải con chuột đâu. Chuẩn. Chạy đón đầu ngoài này đi. Đây này. Tìm hang đi, đứng đón đầu đi, không nó chạy đấy. Đây này, đoạn này cũng có cái hang.
chứ. Tao vừa nhìn đoạn này như có con gì. Nó chui vào rồi, chui vào trong này rồi, xấu lắm. Đoạn này còn một cái lỗ nha, không biết thông vào đâu nữa. Nó chạy vào đây rồi. Cẩn thận nha. Có một cái lỗ ra đây nữa nha. Anh em để ý nha, không nó chạy mất đấy. Thấy không? Đâu rồi? Ui. Con à? Con sâu lắm. Con này không chạy được đâu. Tao vừa thấy mà cái lông nó chạy mà không biết phải không? Cái đào mất hết lỗ nó rồi. Đâu rồi? Cái đào mất hết lỗ nó rồi. Đâu rồi? Bên này, đoạn này này còn lỗ đây, cứu đây đi. Đây, này này. Đấy, còn lỗ mà. Thấy chưa? Mày đã đào đây rồi. Vừa thôi, chết. Ui, chạy rồi, chạy mất rồi. Thôi đi đi tìm đi 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 con à? Đi 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 hết ra hang rồi. À đây, tận dưới này mà. Tận dưới này. Ôi, rắn lùi ra đi, thấy là vụt chưa? Đâu đâu, cái ta chết nó đi, đừng để chết nó nha. Đây này, đâu rồi? Con này lùi ra, con nó cắn đây, lùi ra. Chéo cái con gì đâu, không biết. Cái đầu nó như nào? Đến đâu mày tỏ mặt. Chúi lên đây. Ơi thì có gì mà. Lửa. Mày cứ lên lên trên cứ quay đi. À dạ. Ôi hổ mang. Mang giống hổ mang. Bánh ông nó có bánh ông cẩn thận. Giống hổ mang anh ơi. Từ từ anh ơi. Lùi ra. Ôi anh kìa. Lòng bò kìa. Ôi lòng bò kìa. Kìa. Đến đi. Không quen. Giống hổ mang. Ra đây quay. Kìa rắn kìa. Ôi. Ôi đào tiếp bên này. Lùi ra. Đừng cẩn thận chết nó nha. Kìa. Ôi. Đi ra già đấy. Tập chết luôn đi. Nhìn con này là con gì? Hổ mang đất rồi. Không biết rắn gì anh em ạ. Hổ mang đất rồi. Ôi. Chân mình rồi. Ôi. Hổ mang. Đi đào xuống cho con rắn này anh em ạ. Mọi người đi tú, gọi người đi. Lùi ra đi, bọn này nó đưa cắn trong phát. Nà, chết rồi. Đang đào ngoài ruộng, đào quay clip, đào chuột. Thấy con rắn hổ mang này to lắm. Ui sợ quá, vẫn đang ở trong hang hả? Anh em ơi, đang đào run ra và đào thấy con rắn to lắm anh em. Bây giờ quay cho anh em xem mà. Không, anh em mình không dám zoom đứng gần luôn. Mình chả zoom xa thôi. Quay run tay quá này. Rắn thật nha mọi người. Ui. Ui.
sợ mà quay run hết tay luôn. Bây giờ mình đang gọi đến thợ, thợ rắn đến rồi. Đây anh em đông chưa? Ui. Anh em ơi, chào anh em nha. Ui. Đông chưa? Đông như quân Nguyên. Đừng 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 đến nha, nó ra đấy. Ui, con rắn này nó phải to bằng. Đứng lùi ra, nó sợ nó ra đấy. Con này mà trúng rồi. Nó phải to bằng cái này mọi người ơi. Ui, to lắm. Đây cánh đầu mình đang ở to này mà. Ui. Em thôi đừng. Ui. 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 Quay lại, quay lại. Ui. Cầm lên. Quay. Có mang gì vậy? À, quay chúng ta mau ấy. Quay quay, quay ạ, à, quay quay ạ. À. Con này có màu không? Có, rắn hoa cỏ. Không phải. Thì con này không đồng. Có mang ngựa. Thôi. Cháu đang đào con chuột thấy sợ mà chú. Đây để cháu bánh cho. Ê Tú ơi, lướng siêu cay. Ôi nhìn nó kêu kìa. Nó kêu vù vù vù. Nó vù phì đấy. Rắn này gọi là gì chú? Kháo khừa đấy. À, dạng hoa, hoa cỏ đúng không ạ? Rắn giáo. Hổ đất. À, thế đúng hổ đất rồi. Mà hổ đất này không độc quả chú? Không. Ui, cháu đã làm chuột. Đấy đấy anh em nhá. Đang đào con. Đây quay cho anh em xem con rắn này này. Ui khuẩn. Ui. Bye bye nhá. Rồi chú về nhá. Đánh đơn. Vâng ạ. Đây anh em ạ. Đang đào con chuột. Đấy cái hang của nó đây này anh em ạ. Còn con gì? Đang đào được con du à, con gì nhỉ? Rắn. Chuột. Con chuột. Ông Hoàng bảo ui con chuột thì chạy vào trong chứ. Không. Mẹ thấy cái đuôi nó rồi, thấy cái đuôi mà không biết con gì, nó đen đen ấy. Biết con gì? Con rắn. Mấy con chuột nhỏ cái đâu rồi? Ui giời ơi, trời ơi. Đấy nha, về mọi người đang lúc ấy mình đào được mấy con ui. Chuột nhỏ, bây giờ mình sẽ thả ra cho nó thích nghi với cuộc sống nha. Tinh nhờ mình không? Ôi ôi. Mọi người nào video của mình tới đây kết thúc rồi, mọi người xem video hay nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào mọi người. Chào mọi người nha.